Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là TF. Thì hôm nay ấy, nhân dịp mà Liên Minh Thoại ra thêm một cái sự kiện mới, đó chính là sự kiện kéo búa bao, thì ok thôi, mình sẽ vào đây review cũng như là chuột bạch cho anh em xem là cái sự kiện kéo búa bao mới này có xứng đáng để anh em hiến máu hay không nha. Ok, và hôm nay thì mình đang sử dụng cái tài khoản cứu thiếp. Thì cái tài khoản này thuộc sở hữu của bạn có Facebook là Trần Ân Hoài Linh nhá anh em. Hey, đây là một bạn gái cũng trông cũng khá là xinh xắn đấy. Cho nên là nếu như anh em nào mà muốn giao lưu hợp tác thì có thể là add friend với cái nick Trần Ân Hoài Linh này của bạn ấy nhé. Ok, còn giờ thì sẽ không linh tinh lan man mà sẽ vào luôn với cái chuyên mục chính nha anh em. Thì ở cái sự kiện kéo búa bao lần này ấy, nó chính là một cái sự kiện để giúp anh em có thể lấy được cái con Garen loạn thế thần binh hàng hiệu, cũng như là các cái trang phục hiếm loạn thế thần binh đấy anh em ạ. Đó, thì cái motif của sự kiện này chắc chắn là anh em đều biết rồi, bởi vì cái sự kiện này đã ra một lần rồi nhá anh em. Thì bây giờ mình sẽ chơi luôn nha. Thì anh em có hai mức chơi, đó là chơi VIP với cả chơi thường. Thì chơi VIP thì có cơ hội thắng cao hơn thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi luôn nhá anh em, chơi thường này. Bây giờ mình sẽ chọn kéo hay búa hay bao đây. Mình cứ kéo đi anh em nhá. Không hiện lại. Rồi, được 50 điểm anh em ơi. Vậy là mình thắng rồi nhá anh em. Giờ đến lượt thứ hai này, mình sẽ được 100 kỷ vật này. Mình cứ chơi thường đi, 100 điểm. Ô đấy, thắng luôn anh em ơi. Ngon chưa nhở? Hòa thì là 85 mà thua, điểm thua thì là 60 anh em ạ. Hòa, ui, hòa nhưng mà cũng được, vẫn được đi tiếp anh em ạ. Được 85 điểm. Điểm có thể dùng để đổi nhiều phần thưởng khác, bao gồm các trang phục giới hạn loạn thế thần binh. Đấy, đây này anh em có thể đổi đồ ở đây này. Thì ở đây thì bạn ấy còn thiếu một con Garen loạn thế thần binh con này thôi anh em ạ. Thế là cái con loạn thế thần binh hàn hiệu thì bạn có rồi à? Con này 1000 cơ. Nhiều phết nhở. Thôi cứ chơi tiếp đi. Chơi thường đi. Nào. Thua à? Ơ kìa. Bị ấn rồi mà anh em. Hòa. Ui trời ơi. Hòa nhưng mà không sao. Hòa vẫn được chơi tiếp này. Chơi tiếp sẽ tăng cơ hội thắng. Được rồi. Cấm đối phương ra kéo, bạn chỉ cần bao là có thể thắng hòa. À, có nghĩa cấm đối phương ra một cái. Thế mình sẽ cấm ra lá đi. Ok. Kết quả, ôi đấy, thắng luôn anh em ơi. 300 điểm, ngon. Rồi, phát này sẽ được 1500 kỷ vật luôn này. Nếu mà thắng nha anh em. Còn nếu như anh em nào mà không có skin hàng hiệu ấy, thì đây sẽ được chọn là con Garen loạn thế thần binh hàng hiệu. Thôi cứ chọn đi. Ôi, thua anh em ơi. 180 điểm. Thôi làm phát nữa đi, chơi VIP thì cơ hội thắng cao hơn. Hay chơi VIP nhỉ? Thôi làm VIP nhá. Kéo đi, vừa ấy ra lá này, cấm lá rồi. Nào. Hòa. Ôi trời ơi. Hòa vẫn không được anh em ơi. Vẫn hòa, cái gì thế? Đùa nhau hả anh em? 160 RP. Phát nữa nào. Vẫn hòa anh em ơi. Trời ơi, để xem nào. Đổi đồ. Đây lấy được cho bạn con Garen loạn thế thần binh hàng hiệu rồi. À nhầm, loạn thế thần binh thường thôi anh em ạ. Nói chung sự kiện này cũng khá là mặn đấy chứ anh em. Đây còn 720. Tính ra nếu mà lấy một skin đấy thì cũng phải mất tầm 500 ấy nhở. Nhưng mà được cái là cũng khá là nhiều ấy. Khá là nhiều kỷ vật anh em ạ. Nhưng mà đây không nhìn thấy phần kỷ vật nhỉ. Đây toàn hết điểm thôi. Phần đổi đồ mình xem nào. Khu đổi vật phẩm thì có đổi được gì. Đổi được trứng với cả viên anh em ạ. Đó. Ui, nhưng mà vẫn không thắng cơ. Thắng bây giờ sẽ được 1500 kỷ vật thôi. Lấy đi. Vẫn hòa này. Đùa nhau hả anh em? Cố để lấy 1500 kỷ vật cho bạn đấy. Vẫn hòa. Thôi. Chịu rồi anh em ơi. Thôi bỏ qua sự kiện này nha anh em. Mấy toàn hóa này chơi kiểu gì. Ôi còn đây đổi vật phẩm thì chắc là mình sẽ để cho bạn ấy đổi sau đi nhở. Đây có trứng linh thú hoặc là viên. Bởi viên này bạn bảo nhiều lắm rồi. Mình cứ làm mấy viên đi. Rồi còn để lại 1060 nha anh em. Ok. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ đến với sự kiện là sinh nhật nha anh em. Thì cái sự kiện này thì chắc chắn là anh em đều biết rồi. Anh em cứ vào đây là cày trận thắng. Cũng như là anh em sao chép cái mã này. Đó rồi anh em nhập mã. Đó. Cũng như là cố gắng cày trận thắng để có thêm lượt mời nha anh em. Khi mà xe lượt mời là anh em sẽ được điểm thân thiện. Đó. Điểm thân thiện này thì anh em khi nào đầy 100% là anh em sẽ nhận được quà. Hoặc là anh em tích bóng bay. Đây, tích bóng bay thì anh em cứ đi xe mã đấy. À em điểm mã của người khác ấy. Là anh em sẽ được bóng bay để anh em đổi skin các thứ này. Khá là ngon. Rồi, tiếp theo là vào vệ binh ánh sáng đi. Vệ binh ánh sáng thì hôm nay là ngày 30 là sẽ nhận được một viên suy vong ấy. Anh em nào mà biết thì nhớ là vào đăng nhập vào đây và nhận nha. Hôm nay nhận miễn phí đấy.
Và anh em nhớ đó, phải mở được một ô trong đây này, thì là anh em sẽ được đó chính là cái rương sứ mệnh vệ binh này. Đó là anh em sẽ được con hình như con Renga vệ binh ánh sáng anh em ạ. Ngon luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào trong cửa hàng nhé, bởi vì bạn ấy bảo với mình là bạn ấy muốn mua mấy con linh thú mới. Đấy, thì tiện đây thì vào mở luôn cho anh em coi nhá. Ok, là 10 quả đi. Rồi, đây, anh em nhìn kho báu vật của bạn chưa? Khá là nhiều chứ, 114 viên suy vong ạ. Đây, 4 viên ánh sáng, tiện mở luôn cho anh em coi nhá. Đó, Chu Đam Yasuo này, Kassadin ngày xưa này, thì đây, siêu phẩm Irelia, cũng ngon luôn. Và Koki cưỡi URF nha anh em. Ok, để mình check phần kỷ vật xem nào. Ui, kỷ vật là bạn vẫn chưa đủ con Pan Theon chiến thần ánh sáng, hàng hiệu cộng với khung của biểu tượng anh em ạ. Thế hay tí vào chơi nốt nhỉ? Có khi chơi nốt sự kiện kia để lấy cho bạn đấy nha. Và đây, đặc biệt là hôm nay là con Thread vượt hồn hắc ám là sẽ được đổi bằng 300 kỷ vật nhá anh em. Mà 300 kỷ vật mình nghĩ là anh em lấy free ở các cái sự kiện kia quá nhiều luôn. Lấy luôn, tiện lấy luôn cho anh em. Đẹp luôn anh em ơi. Đó, anh em nào chưa biết thì nhớ nhá, vào lấy ngay con Thread vượt hồn hắc ám đi. Có 300 kỷ vật thôi. Easy. Rồi, tiện đây mở luôn viên suy vong đi. Đấy, ra túi hắc hóa luôn này. Rồi, KDA ơn ao Ari này, Hecarim tử thần này, Rai vệ binh sa mạc này, Kai'Sa thiên sứ tương lai này, đó, Echo bão cát, Sako ở xứ sở thần tiên này, hồn ma găng planh này, rồi Saya vệ binh tinh tú này, Bitbrand mũ khoan bóng tối này, Nidalee báo đốm, và hai viên đá quý, cũng ngon luôn. Rồi, tiện đây có cái túi hắc hóa này mở luôn nhé. Túi này thì sẽ ra được hai mảnh trang phục sử thi trở xuống và một mảnh trang phục sử thi trở lên anh em ạ. Tỷ lệ mở ra thêm được một cái trang phục vĩ vết. Ok, xem nào, 4 món, 3 món anh em ơi. Titana du kích thì củi quá nhở. Rồi, siêu phẩm Irelia này và Poppy vệ binh tinh tú ạ. Cũng ngon luôn. Ok, rồi tiếp theo mình chắc phải đến với chuyên mục ghét trang phục đi. Mà hình như là bạn này sở hữu nhiều trang phục quá rồi anh em ơi. Nhiều thực sự. Này ghép thoải mái nha anh em. 9.000 tinh hoa cam này. Đây, KDA on out Evelyn. Và chìa khóa hay tích. Không biết đủ chưa. Con này bạn cũng có rồi. Thôi, mình sẽ mở sang cái trứng linh thú mới nhá. Trứng linh thú chiến binh dũng cảm này. Để xem nào. Không biết là nó ra con gì đây. Con nào đây anh em ơi. Ken Hu. Bạch tuộc bắc ngô anh em ơi. Sử thi mà sao trông cúi thế nhở. Tiếp cho nào. Nào, lắc qua lắc lại, mở trứng linh thú này có vẻ lâu quá anh em nhở. Đây, bạch tuộc cao bồi ạ, lại tăng ra bạch tuộc ấy nhở. Ra con khác đi, hình như có con Pengu mới sao nhở, đúng không anh em? Nghe nói là có con Pengu mới không. Nào, đây, phu qua công lý này cũng được đấy. Có cánh luôn nhá anh em. Ok, tiếp xem nào. Rồi, lại bạch tuộc công lý ạ. Tân ra bạch tuộc, cái này lắm bạch tuộc thế. Ra con khác xem nào anh em ơi. Nào, cái kia. Rồi, Umbra long tộc này, con này cũng được này. Nhưng mình nghĩ phải 3 sao cơ. Cố lên nào, ra phải 2 sao, ra con nào, con huyền thoại đi nhở. Lại sử thi rồi. Đây, chuột chuỗi công lý này cũng được này. 2 sao, 3 sao đi anh em ơi. Còn 5 quả nữa, cố lên nào. Ok thì đây. Rồi, phu qua công lý 2 sao cũng được anh em nhá. Ok, tiếp theo nào. Bắt qua, bắt lại. Nào. Ta luôn. Rồi, chuột chuỗi kiếp giáp ạ. Bắn ra 1 sao thôi. Đây, 3 quả, nốt nào anh em ơi. Rồi, chuột chuỗi hỗn loạn này. Hình như là cái trứng này không ra con Pengu nhỉ đúng không? Toàn ra chuột chuỗi với cả con Umbra. Đây, chuột chuỗi công lý 2 sao đẹp hơn này. Đó, với cả con bạch tuộc. Nhưng bạch tuộc mình thấy trông hơi xấu. Lấy con chuột chuỗi thì còn đẹp này. Rồi, bạch tuộc thế giới ngầm 1 sao. Ok nhá anh em. Rồi, giờ mình thử vào lại sự kiện kéo gỗ bay đây xem nào. Cố gắng lấy cho bạn 1.500 kỷ vật này. Nào, phát này đi. Xác nhận. Thua kìa. Trời ơi, cái này hình như mình tin chắc là tỷ lệ Garena fix rồi. Nào, bây giờ đấm nhá. Đấm.
Đấm vẫn hòa. Đùa nhau à? Lấy 1.500 kỷ vận mà khó vậy sao? Lá vẫn hòa. Lỗi à? Thôi được rồi, phát này vẫn hòa nhá. Thôi nghỉ nhá anh em, chịu luôn đấy, toàn hòa thôi anh em ơi. Phải cả trưởng tính ra mất bao nhiêu, mấy ngàn RP, hơn 2.000 RP mà còn không lấy được 1.500 kỷ vật anh em ạ. Thôi thôi thôi, cái sự kiện này á, nghỉ đi anh em ơi, đừng có chơi nha. Ui giời ơi, còn cái này chắc là cho bạn vào đổi viên các thứ nhá anh em. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ vào phần hồ sơ. Đây hồ sơ thì bạn ấy rank thách đấu 5 năm nhá anh em, đơn đôi kim cương 1 và xếp hạng 1 trước thách đấu đó anh em ạ. Vinh danh cấp 5 này. Ui bạn nữ này thấy khiếp đấy nhở, cấp độ thì 663 nhá. Rồi tiếp theo bộ phận bộ sưu tập trang phục đi. Đây hôm nay là lấy cho bạn nâng tổng số đây là 1.157 trang phục nhá anh em. Đó, Garen lợi thế thần binh này. Ui, ngọc tím luôn ạ, không phải hàng hiệu mà ngọc tím luôn nhá anh em. Và con Thread Nguyệt Hồn Hắc Ám đó, khá là nhiều. Nói chung là bạn này thì full rồi, tối thượng full rồi nhá, thần thoại đến gần full, chắc là cùng lắm mà thiếu một vài con hàng hiệu thôi đấy, đúng rồi. Rồi huyền thoại các thứ này, nói chung nick này thì quá ok, chắc là chỉ thiếu mấy cái trang phục Puck à. Ờ mấy con Puck này thì bạn ấy chưa có thôi đó. Rồi biểu cảm đi, biểu cảm như đây 216/218 nha anh em. Rồi biểu tượng ở đây 617 anh em ạ. Đấy, nói chung là cũng khá là nhiều chứ anh em. Ừ, và anh em nhớ nhá, muốn lấy các cái biểu tượng vệ binh ánh sáng mới free đấy nhá, thì anh em vào cái sự kiện này này, kỷ nguyên ánh sáng này này. Đó, và anh em cứ làm các cái nhiệm vụ cũng như là chơi, chứ vào chơi game thôi. Đó, là anh em sẽ ấy mà. Anh em sẽ được nhận quà đây này. Cũng như này, mình sẽ bỏ qua nhá anh em. Bỏ qua nhận quà luôn. Đấy. Cứ chơi rồi mỗi trận là được 600 điểm kinh nghiệm đấy, nhận được kỷ vật free các thứ ngon luôn đó anh em nhớ nhá, vào đây nhá, vào đây chơi nha. Rồi tiếp theo bộ sưu tập vào nốt xem cái phần mẫu mắt của bạn đi. Mẫu mắt thì đây, mẫu mắt thì bạn lại có 73 mẫu mắt thôi anh em ạ. Ồ cũng hơi ít nhỉ. Đa sắc thì sao, đa sắc thì đây 153 cái đa sắc nha anh em. Ồ đa sắc thì bạn này hơi ít, nhưng nói chung như này mình thấy một bạn nữ sưu tập này cũng quá ok rồi đúng không anh em. Ok thì chắc có lẽ là video này sẽ phải tạm dừng ở đây thôi, thì nhớ anh em nhớ nhá đăng ký kênh cũng như là ấn chuông theo dõi để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nha. Ok cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nhé. Bye bye mọi người.